Bác sĩ Hoa sẽ hướng dẫn Ồ, cho rồi. chúng ta. Cảm Chào bác sĩ xin Hoa. chào cô Hoa. Có nhìn thấy rõ không? Chào bác sĩ Dạ Hoa, xin rõ. chào Dạ rõ rồi cô ơi. ơi. Bây giờ á, bây giờ nó nghe nè mọi người, mình hãy mute hết đi, chỉ để một mình cô Hoa nói thôi, thì đó cái một hơn cái màn hình của cô Hoa nó không có bị nhảy lung tung hen. Trang sẽ mute hết mọi người nha. Trang Trang ngó chị Hoa ngồi đây được hơn hay ngồi thấp hơn được hơn? Thấp hơn nhìn thấy rõ hơn hay là còn cao hơn? Em thấy bây giờ cũng đang rất rõ đó. Được hơn đúng không? Được rồi Em thấy. thấy nào cũng rõ chưa? Bây giờ em khoan, bây giờ đợi em chút nha, em mute hết mọi người coi nào, còn ai nói chuyện gì nữa không? Rồi hết rồi đó, bây giờ tập trung cho bác sĩ Hoa nha. Bác sĩ Hoa sẽ hướng dẫn cho mình những cái bài tập riêng cho răng miệng nè. Bác Hoa là một bác sĩ rất là nhiều kinh nghiệm mà bữa nay mới mời được bác Hoa lên đó. Rồi em mời bác Hoa. Rồi, hai cha xin mọi người cùng mình sẽ vào cái vấn đề về về xoa bóp và tập luyện những cái vùng cơ vùng mặt. Thì trước hết là chúng ta sẽ có nhiều động tác lắm. Bây giờ trước hết thì chúng ta đầu tay tiên là động tác cười. À, động tác cười nghĩa là sao? Chúng ta sẽ ngậm hai hàm răng lại. Hai hàm răng là chúng ta ngậm ngậm chặt vào nhau nhưng mà miệng thì hé ra vừa phải và cố gắng căng các cái khóe miệng lên. Để là như một cái động tác ta cười, căng hết cơ lên đó. Thì cái động tác này nó làm cho các cái cơ vùng mặt nó săn chắc và cái nụ cười của chúng ta sẽ tươi hơn ha. Đó, đồng thời là cái lưỡi thì chúng ta đẩy lên trên hàm trên và đẩy chặt lên, ép lên, chúng ta giữ có khoảng 5 giây xong thả lại và chúng ta sẽ lặp lại có khoảng 3 lần. Nhưng mà chúng ta vì thời gian không có là bây giờ chúng ta chỉ tập cỡ 1 đến 2 lần thôi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm này. Hai hàm răng nghiến lại. Và căng miệng lên. Ấn lưỡi đầu lưỡi lên trên. Đó, chúng ta đếm cỡ khoảng được từ 1 đến 5 giây. Xoay hai bên ra. Căng nhưng mà kéo hai bên mép ra hai bên chứ không phải đưa ra trước. Kéo ra lên, nhếch lên giống như ta cười, nhếch lên trên như cha ta cười. Và ấn cái lưỡi lên trên trên hàm trên. Rồi, đó là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai là chúng ta sẽ ngậm rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ há hai hàm ra xa nhau và càng ngày càng xa và mở khẩu độ ra to nhất. Đồng thời là mắt sẽ nhìn ngược lên trên. Bắt đầu, và chúng ta sẽ giữ lại cái động tác đó cỡ khoảng 5 giây. 5 giây thì chúng ta sẽ làm sao? Đếm từ 1 đến 5, nó chậm chậm một xíu. Thì chúng ta thấy như thế là đủ 5 giây. Sau đó ta khép lại, cũng lại tập lại khoảng 3 lần. Bắt đầu. Đó. Rồi tập lại. Động tác này chúng ta sẽ làm cho mở cái khẩu độ hàm lớn nhất và như vậy nó cũng sẽ sau này nó đỡ chống cái thoái hóa cái khớp thái dương hàm và chúng ta sẽ không bị đau cái động tác này. Không bị đau khi nhai, chống 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 đau cái khớp thái dương hàm. Động tác thứ ba là vẫn là để làm cho khớp hàm thì chúng ta vừa há miệng khẩu độ vừa phải thôi. Hồi nãy là thứ nhất là đầu tiên là ngậm nhá, thứ hai là chúng ta mở hết khẩu độ nhá, thứ ba là chúng ta sẽ mở cái khẩu độ vừa phải nhẹ nhàng nhưng sau đó chúng ta sẽ đưa hàm sang bên bên trái đồng thời mắt thì nhìn về bên phải, nghĩa là cái hai cái sự lệch nhau giữa mắt và miệng. Chúng ta bắt đầu. Há miệng vừa phải này, đưa hàm qua bên trái, mắt nhìn ở bên phải. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa về lại vị trí bình thường. Tiếp tục đổi bên, cũng giữ trong 5 giây.
Rồi ta tập lại. Há miệng vừa phải, đưa hàm về bên trái, mắt nhìn sang bên phải. Đưa về vị trí bình thường, sau đó đổi bên. Rồi, vậy là chúng ta sẽ sang được hết động tác thứ ba. Sang động tác thứ tư, chúng ta đưa quay mặt về bên trái song song với vai, cái hàm song song với bờ vai ha. Và lúc đó chúng ta sẽ đưa cái hàm, đẩy hàm ra đằng trước, đẩy làm sao cho nó thật ra xa đằng trước và để giữ lại 5 giây. Trong 5 giây đó thì các bạn sẽ thấy là cái cơ gân cổ và cái chỗ dưới hàm này nó sẽ căng hết ra. Căng hết ra. Thì cái động tác này nó cũng sẽ làm cho bớt cái phần mỡ của cái nặng cổ này này. Sau khi chúng ta tập xong, chúng ta sẽ cái mặt chúng ta nó tạo thành cái hình chữ V chứ không có bị nặng cổ nhiều ha. Như vậy thì sau khi tập động tác bên trái, chúng ta trở về động tác bình thường và sau đó chúng ta lại nghiêng sang quay sang vai bên phải để mặt song song với vai, quay hết cỡ ra và đưa cái hàm về đằng trước. Năm giây sau đó chúng ta đưa về lại vị trí bình thường. Đấy là động tác thứ tư. Động tác thứ năm, vận động cầm có kháng lực. Nghĩa là gì? Hồi nãy chúng ta vẫn, nãy giờ chúng ta vẫn vận động chỉ cái hàm dưới nhé, hai hàm nhé. Những cái động tác này nó sẽ tạo điều kiện cho cái khớp thái dương hàm này hoạt động tốt và nó không có bị chật khớp, sai khớp hoặc là đau khớp thái dương hàm. Bây giờ chúng ta vận động có kháng lực, nghĩa là vận động mà có chống đối. Nghĩa là ta dùng hai ngón tay, ta để như thế này, bỏ vào trong cái vùng cằm, để vùng cằm. Nhưng ví dụ như khi mà chúng ta há miệng ra, ép cằm xuống, thì chúng ta lấy cái ngón tay ở dưới đẩy lên. À, còn khi mà chúng ta đẩy lên cỡ khoảng 5 giây, sau đó dừng lại, bắt đầu chúng ta ngậm miệng lại, cố gắng kéo miệng lên, thì chúng ta lại lấy ngón tay trỏ lên trên ấn xuống. Đấy là kháng lực. Ha. Bắt đầu chúng ta làm này, bắt đầu đẩy hàm xuống này. Các anh chị thấy chúng ta khi tôi đẩy hàm xuống thì cái gân cổ của tôi nó cũng căng hết cả lên ha. Đó, thì sau khi đó thì 5 giây rồi chúng ta lại đổi lại. Khi chúng ta kéo cái hàm lên thì ta lại lấy tay ấn xuống. Rồi, hai cái động tác này chúng ta cũng làm mỗi một cái vị trí cũng khoảng 5 giây và chúng ta lặp lại khoảng 3 lần. Đấy là vùng vận động cằm. Cái động tác thứ 6 là chúng ta tập vào cái vùng má. Vùng má nghĩa là ta phồng hai má lên, đưa cái hơi ra một bên má bên phải, xong rồi sang bên má bên trái. Ta đánh cái hơi từ bên phải, đưa cái cục hơi ra sang bên trái để cho phồng hai má lên. Ta chuyển động hai cái khối hơi đó cũng cỡ khoảng 5 đến 7 lần. À, miệng thì mím lại hết nhá, miệng chát lại. Bắt đầu. Khi ta làm động tác này thì nó làm cho cơ mặt của chúng ta nó căng săn, đồng thời hai bên cơ của bên mép môi cũng rất là săn chắc lại. Những bệnh nhân mà nếu như bị liệt bày ngoại biên hoặc là bị tai biến mạch não thì nó sẽ bị xì hơi ra. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao càng mím chặt càng tốt để cho nó căng cứng cái cột hơi trong bên trong. Thì càng ngày nó sẽ tạo cái cường độ của cái cơ nó tốt hơn. Động tác này là chắc dễ, mọi người đều làm được ha. Đến động tác thứ 7 là cũng là ngậm hơi như vậy. Nhưng mà động tác này chúng ta sẽ phải đi lưỡi. Lưỡi chúng ta vận động quanh cái miệng. À, ta lấy cái lưỡi, lấy đầu lưỡi.
ấn sâu vào bên cái má bên phải, nha, ấn vào má bên phải xong trung tâm vòng một vòng lên trên cái răng, vòng ra ngoài nhé, vòng ra ngoài cái răng, ra ngoài cái răng, mát xa cái răng và đưa sang má bên trái, ấn má bên trái, xong rồi lật ngược cái lưỡi lại, đưa xuống cái răng bên ở dưới, rồi quanh lại. Chúng ta làm như vậy theo cái chiều kim đồng hồ như thế này cỡ khoảng 5 lần. Sau đó chúng ta lại vòng ngược lại, vòng ngược lại cũng cỡ khoảng 5 lần. Rồi chúng ta cùng làm nhé. Khi chúng ta tập được cái lưỡi và cái má rồi thì yêu cầu chúng ta sẽ vận động kết hợp với cái mắt. Nghĩa là khi ta vừa đánh lưỡi qua bên phải thì mắt ta nhìn về bên phải, đưa lưỡi lên trên thì ta nhìn mắt lên trên và đưa sang trái ta nhìn mắt xuống trái. Ta cùng vận động cái mắt theo vòng tròn của cái lưỡi. À, sau đó chúng ta lại tập ngược lại. Như vậy là chúng ta tập lại cái động tác ngược lại, hồi nãy chúng ta mới tập động tác xuôi, bây giờ ta tập nó ngược nhé. Rồi, khi chúng ta vận động như vậy thì cái động tác này nó sẽ có hai cái tác dụng vào cái vùng răng và lưỡi, làm cho cái lưỡi chúng ta thứ nhất là khỏe, cái cơ lưỡi khỏe và nó có một cái độ dẻo, độ mềm mại, nó có thể uốn lên hoặc là cong xuống. À, đồng thời chúng ta sẽ có tác dụng vào cái hàm răng và cái lợi, nghĩa là chúng ta mát xa cái vùng má, vùng lợi của cái răng miệng. Như vậy massage cái lưỡi như vậy, massage cái vùng răng lợi như vậy, sau này chúng ta sẽ là nó sẽ tốt cho cái nó chống được những cái bệnh nha chu viêm. Rồi đến động tác thứ 8 là cái này cũng là cái động tác để vùng cơ mặt, nghĩa là người ta dùng cái từ gọi là động tác hôn hiu cao cổ. Hôn hiu cao cổ là mình cảm giác giống như là mình đang rướn người lên để mình hôn một cái con hiu nó ở cao, nó phía trên mình như thế này. Nghĩa là gì? Nghĩa ta mắt thì ta nhìn lên trên, mắt nhìn lên trên, miệng thì chu lên, giống như động tác hôn. Và ta cố gắng rướn cái cổ lên thật cao, giữ trong 5 giây. Bắt đầu. Sau đó thả xuống ha. Thì động tác này cũng làm cho tác dụng vào cái vùng cơ hàm dưới, cơ mặt phía dưới và cái cơ cổ, nó cũng chống được cái nọng cằm và làm cho cái gân cơ của chúng ta khỏe mạnh hơn. Thứ 9 là tiếp tục vận động cái lưỡi. Lưỡi thì chúng ta bắt đầu ta le lưỡi ra thật dài, xong rồi ta sẽ kéo rụt lại cho thật sâu. À, thật sâu thì nghĩa là có cái độ lưỡi của làm sao thật le thật dài ra, vươn dài ra thịt ra và rụt lại thịt sâu. À, đấy là ta le lưỡi và thụt lưỡi. Cái động tác thứ hai của cái lưỡi là chúng ta làm sao le lưỡi ra, rồi cong cái đầu lưỡi lên, cong đầu lưỡi lên, hướng cái đầu lưỡi về phía mũi, về phía đỉnh mũi. À, làm sao cho cảm giác là chúng ta muốn là hướng cái đầu lưỡi liếm được cái đỉnh mũi, nhưng mà sẽ
rất là khó, tại vì lưỡi hầu như là không thể liếm đến được, nhưng chúng ta cảm giác đưa lên như vậy. Thì cái lúc này chúng ta thấy rằng là cái cơ cổ và cái cơ vùng trên mặt này nó cũng sẽ là căng lên. Cơ cơ phía dưới mặt cũng căng lên, nó cái động tác này nó cũng làm cho săn cái cơ mặt mình vào, nó cũng chống được cái nọng cằm, nó làm cho cái khuôn mặt mình có cái chữ V, V line. Lấy lưỡi dài ra nha. Động tác này muốn kiểm soát được cái hàm, nghĩa là mình phải lấy cái tay mình giữ cái hàm ở dưới để cho, cố định cái hàm đừng cho nó vận động nhiều, thì mình sẽ lai lưỡi ra và mình đưa cái đầu lưỡi lên trên cố định cái hàm lại. Thì căng cái cơ cổ lên nha. Rồi. Cũng vẫn tiếp tục cái động tác của lưỡi sang động tác thứ 10. Là ta dùng cái đầu lưỡi đẩy lên trên cái hàm trên, đẩy mạnh lên trên hàm trên. Lúc đầu ta ngậm miệng, thì ta đẩy cái lực mạnh. Sau đó ta dần dần há miệng ra. Đó, nhưng đầu lưỡi vẫn dính vào phía trên của cái hàm hàm ếch trên á. Đó. Và ta sẽ mở ra, mở vô cái khẩu độ của cái hàm, nhưng mà lưỡi vẫn đẩy lên trên với cái mực lực mạnh nhẹ khác nhau ha. Bắt đầu. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Thấy ạ. Rồi, cho ta tập cái này cũng sẽ là tập cái cơ lực của lưỡi. Cơ lực của lưỡi. Bác Hoa, bác mở mic lại giùm bác Hoa. Chứ sao tự nhiên nó lại tắt mic của mình thế? Em tắt lộn á, em thấy mấy bạn mà nói chuyện tắt ai vậy, tắt nhầm mắt mít bác Hoa. Ok, nãy giờ có nghe được không đấy? Nghe đầy đủ, nghe đầy đủ, mới tắt xì. Rồi. Là như vậy là ta tập, như vậy là tập cái lực của lưỡi đẩy cái mạnh lên trên. Đó. Thì đấy là xong động tác về lưỡi ha. Rồi đến động tác gõ răng. Chúng ta ngậm hai hàm lại, miệng vẫn ngậm lại, nhưng chúng ta lấy hai hàm răng gõ vào với nhau, gõ cỡ khoảng là 20 lần. À, thì cái động tác gõ này nó làm cho răng nó chắc, nó khỏe hơn. À, ngậm miệng lại, không 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 há, không nhai ra. Gõ răng như vậy là cỡ khoảng 20 lần là được ha. Sao lại tắt mic nữa ạ? Là chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ tập cái vùng cái vùng vùng các cái tuyến nước bọt. Chúng ta sẽ xoa xoa bằng cái dọc sau cái cơ cổ này, bắt đầu từ từ vùng dưới mang tai, chúng ta xoa dọc dưới cái rãnh của cái hàm dưới này, dọc ra đằng trước, lấy hai ngón tay cái ta xoa dọc ra. Đó. Thì ta xoa như vậy cứ cỡ khoảng là 9 lần, nữ thì 9 lần, nam 7 lần chẳng hạn đó. Đó, thì chúng ta xoa thế này, thì đây là động tác chúng ta massage tuyến nước bọt dưới hàm ha. Chúng ta biết là chúng ta sẽ có ba cái tuyến nước bọt lớn, thứ nhất là tuyến dưới hàm này đó, thì ta xoa như thế này là sẽ vào cái tuyến nước bọt dưới hàm. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái ngón tay hai, cũng hai ngón tay cái này, chúng ta đẩy vào trong cái vùng giữa cái cơ cổ và cơ hàm đó, cái góc này gọi là góc cổ hàm này. À, chúng ta đẩy vào, hai ngón tay sát vào với nhau thế này, chúng ta đẩy lên thế này. Đó. Dây ở đây cũng cỡ khoảng 5 giây.
dây cỡ khoảng 5 giây, chúng ta đẩy lên thì chúng ta sẽ thấy là đấy là cái góc lưỡi. Đó, cái góc lưỡi. Thì đây cũng là một cái tuyến nước bọt dưới dưới lưỡi. À, ta xay ở đây. Ta xay vào đây. 5 giây. Sau đó chúng ta dùng 4 ngón tay này, chúng ta chum lại và xoa cái vùng mang tai từ dưới mang tai đi lên dưới cái dưới góc hàm lên bên này. Hai tay hai bên ha. Xoa cũng cỡ khoảng mỗi một bên xoa cũng khoảng 9-10 lần. Như vậy. Đấy là vùng mình massage cái vùng này. Massage vùng này là tuyến nước bọt mang tai. Đấy. Thì cái sau đó là chúng ta sẽ day các điểm huyệt. Điểm huyệt thứ nhất là chúng ta xay các hệ huyệt địa thương. Địa thương là hai cái điểm quanh từ cái mép khóe miệng này gối ra cái nếp nhăn của chúng ta bên này. Thì ngay cái chỗ điểm này, cái điểm mà giao như nhau như thế này là điểm địa thương. Ta xay đây. Xay đây cỡ khoảng là 30 giây. Dây điểm này để làm gì? Đây là cái điểm để cho cái cơ miệng như hồi nãy chúng ta làm đó, để làm cho cái cơ miệng nó khỏe, nó chắc. Những người mà bị liệt bẩy ngoại biên, nghĩa là cái bị méo mặt, méo miệng của tai biến mạch não chẳng hạn, thì chúng ta làm cũng rất là tốt. À, thậm chí là người già nếu như mình dây như vậy thì nó sẽ không ăn, không bị đổ nước miếng ở bên cạnh miệng ha. Dây đây mà cái cơ mặt nó săn lên. Đây là địa thương. Thứ hai là ta xay cái huyệt thừa tương, nghĩa là cái điểm từ nối từ cái cơ vòng môi và cái cơ cằm. Đây, điểm ngay giữa cái chỗ nó lõm vào đây. Điểm huyệt thì các bạn nhớ rằng huyệt bao giờ cũng là cái vị trí lõm. Ta day vào đây cũng 30 giây. À. Day vào đó ta sẽ thấy cảm giác nó tức tức đau đau. À. Thừa tương. Thứ ba, ta xác định huyệt điểm huyệt quyền liêu. Quyền liêu là có 2-3 cách xác định như này. Và nó là nằm ở dưới cái xương gò má. Nằm dưới xương gò má. Thì có cái cách xác định thứ nhất là chúng ta đẩy từ dưới lên trên. Thấy cái xương gò má là xương cao nhất. Thì chúng ta dừng lại. Nó ngang với cái đỉnh mũi kéo qua. À, và ngang với cái khóe mắt kéo xuống. Đấy, thì chúng ta đấy là huyệt. Thì nó mình sờ vào đây thấy một cái lõm, lõm phía dưới của cái xương, ấn đau tức tức. Thì chúng ta sẽ day hai bên huyệt, hai bên này. Day, ấn vào day. Chúng ta ấn vô, cỡ khoảng cũng là 30 giây. Như vậy, thì hai cái điểm huyệt này nó day, nó cũng làm săn cơ mặt. Nó đừng có để đỡ bị chảy xệ cơ mặt. Là mình khi mà mình massage thì nó sẽ đưa ra thế này. Massage bao giờ các bạn cũng phải massage đi từ trong ra ngoài. Massage như thế vòng lên thế này. Nhưng mà chúng ta day thì chúng ta chỉ ấn vào đây thôi. Đấy. Và thêm nữa là một cái điểm huyệt hạ quan. Hạ quan là sao? Hạ là phía dưới. Cái quan là cái chỗ cái khe khớp. Hạ quan là cái khe, cái phía dưới của cái khớp thái dương hàm. Cái trong cái khớp thái dương hàm, nhưng mà phía dưới của cái xương, xương xương gò má trên này này. Đó. Thì ta ngậm miệng chặt lại. Ta sờ thấy cái phần lõm dưới của xương gò má ngay phía trước lỗ tai. À, ta há miệng ra, há miệng vô ra thế này thì ta thấy cái khớp thái dương hàm mình nó vận động đó. Thì nó nằm ngay trong cái khe khớp đó. À, và nó nằm nhỏ, nó là cái chỗ trũng ngay chỗ khe khớp đó. Đó, thì ta hai bên này ta ấn và ta xay khoảng cũng 30 giây. 30 giây. Cái điểm hạ quan này cũng là một cái điểm để mà chữa trong trường hợp mà bệnh nhân bị đau thái dương hàm, đau cơ nhai hoặc là liệt bẩy. À, nghĩa là cái cơ của người ta ăn nó nhẽo ra, nó không giữ được, thì mình châm hoặc mình day bấm thì nó cũng đỡ. Một điểm nữa là điểm huyệt giáp xa. Giáp xa thì bây giờ chúng ta cũng có nhiều cách. Nghĩa là ta đo từ bờ dưới của xương hàm, đo lên một khoát ngón tay. Một khoát ngón tay nghĩa là chúng ta lấy cái bề ngang của ngón tay giữa này này, bề ngang này, ta đo lên. À, nằm ở dưới thế này, đo lên đây, bề ngang nó nằm ngay trên này.
và đồng thời nó nằm ở trên chỗ cao nhất của cái cơ cắn. Nghĩa là khi chúng ta cắn răng lại, cắn răng lại, chúng ta thấy cái cơ cắn nó nổi lên á, thì nó nằm ở cái chỗ điểm cao nhất đó. Đấy là giáp xa. À, thì ta cắn lên, thấy nó nổi lên. Nổi cái gân cơ lên thì chúng ta bấm vào đó. Nó cái nằm cái vị trí đánh dấu với cái này một khoác ngón tay. Thì chúng ta cắn, chúng ta cũng day vào mấy điểm huyệt này, ấn vào đó khoảng 30 giây. Thì các cái điểm huyệt vùng mặt này nó làm tạo cho mình cái cơ nó săn chắc và nó không có bị nhẽo cơ, chảy xệ cơ. Và trong những một số trường hợp người ta đưa vào để điều trị. Tiếp theo thì chúng ta có thể tập cái cơ nút bằng cách là gì? Ta nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng đầu qua phải, mỗi bên chúng ta giữ 5 giây để cho các cái cơ gân cơ vùng này nó săn chắc. Sau đó là ta nâng vai lên, thả xuống, nâng lên, thả xuống. Như vậy thì cái vùng cơ này nó chắc chắn, nó làm cho cái phản xạ nút nó tốt hơn. Thì chúng ta làm nhé, nghiêng. Rồi nâng cơ vai lên, nâng hết cỡ, thả xuống, thả xuống. Rồi. Thì đấy, chúng ta sẽ làm cho cơ vai đó, cái động tác nút sau này là chúng ta sẽ tốt. Đồng thời sau này chúng ta sẽ kiếm một cái miếng nước, ta ngụm miếng nước vào và chúng ta nuốt, nuốt làm 3 lần. Nuốt giống như hoặc là chúng ta làm nước bọt nhiều ra rồi chúng ta nuốt làm 3 lần. Chúng ta nuốt, nuốt xuống như vậy, cả đó cũng là một cái động tác nuốt. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái bài tập hôm nay đối với vùng cơ mặt và cơ cổ. Rồi chúng ta sẽ về ôn tập thêm, có gì chúng ta sẽ cần thiết hỏi thì tôi sẽ trả lời trong phần sau. Rồi cảm ơn các bạn. Cảm ơn Bến Hoa rất là nhiều, hôm nay biết được nhiều thứ quá. Hay quá. Nhưng mà cái vụ mà uống nước á, Bến Hoa nói lại đi, như ngập ngụm nước á. Sao tự nhiên cái mồm bếch của chị nó nhỏ thế nhỉ? Nghe không được. Cái cuối cùng á Bến Hoa. Rồi. Cái cuối cùng mà Trang nói đi, Trang nói. Cuối cùng mà ngậm nước á Bến Hoa làm lại, cái đó anh chưa hiểu. Nước là chúng ta động tác nước nuốt á, nuốt người đã là chúng ta vận động cổ rồi nhé, nâng vai rồi nhé. Và sau đó là chúng ta sẽ ngụm một miếng nước, ngậm một miếng nước vào miệng, ngụm nước nhưng mà nuốt là 3 lần, không nuốt nữa một lần, nuốt một lần một miếng xí xong lại một lần nữa chứ không nuốt hết một lần. Rồi có gì thì chúng ta sẽ trao đổi thế sau nha, rồi trả mic lại cho mọi người nha. Xin chào. Bác ơi, em hỏi một tí xíu, nhưng những cái động tác đầu tiên của bác thôi bác, cái chỗ mà mình tập cái cơ hàm đó bác. Mỗi lần mình giữ 5 giây nhưng mà tập bao nhiêu lần hả bác? Khoảng 3 lần thôi em. Dạ dạ, cảm ơn bác. Rồi chút xíu nữa các bạn sẽ được hỏi bác Hoa thêm. Bây giờ mình sẽ chắc là những cái bài tập này rất là đơn giản, chắc mọi người đều tập được hết. Nếu như có gì mà khó hiểu thì có thể là trao đổi lại sau. Dạ, cứ nhắn lên trên ô chat chút xíu nữa bác Hoa sẽ trả lời. Còn bây giờ mình sẽ dành thời gian cho nha sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta về kỹ thuật chăm sóc răng miệng các bệnh thường gặp, cũng như là kỹ thuật chăm sóc răng miệng cho trẻ một cách đúng cách nhất. Hôm nay thì rất là hân hạnh chúng ta được mời đến đây ông xã của dược sĩ Bích Thủy của phòng khám của nha khoa Ngọc Trai ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác ạ. Bác sĩ đâu rồi? Dạ, xin chào anh. Xin chào quý thầy cô, các cô bác và tất cả các anh chị. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Thượng, giám đốc chuyên môn của nha khoa Ngọc Trai. Rất hân hạnh là được trình bày một cái chủ đề đơn giản
trên trong cái media online, đó là cái chủ đề về các bệnh lý thường gặp và cách chăm sóc cho trẻ em. Như các bạn đã biết thì cái bệnh lý của bác ơi, em xem màn hình cho bác nha. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Các cái bệnh lý thường gặp. Đây. Đây. Em mở chat to lên nào. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mọi người phải vừa nhìn thấy bác sĩ vừa phải nhìn thấy màn hình đây. Đó là chị Trang ơi. Ok. Rồi xin mời bác sĩ. Như các bạn đã biết thì bệnh lý về răng mặt và về bệnh lý miệng á, là một trong những cái chuyên khoa rất là lớn ở trong ngành y khoa. Đây là một trong những cái khoa mà nó liên quan trực tiếp tới những cái bệnh nội khoa. Nó là một cái chuyên khoa rất là lớn, nó cũng gần tương đương mà nó còn có phức tạp như là một cái như là một chuyên khoa nội vậy đó. Nhưng mà tôi chỉ đề cập trong cái những cái đơn giản, và đó là những bệnh lý thường gặp ở trong cái về răng miệng. Đó là những cái bệnh như là viêm núu, viêm nha chu, rồi sau đó là những bệnh phổ biến là sâu răng, bệnh về tụy răng, và cái thường gặp của các người trưởng thành đó là đau răng khôn. Và một trong những cái gây phiền toái cho rất là nhiều người đó chính là bệnh áp tơ miệng hay nhiệt miệng. Bây giờ nói về cái bệnh viêm núu, thì bệnh viêm núu thì khi mà một bác sĩ mà thi tốt nghiệp á, thường thường á, là có một cái một bài mà được khám về răng miệng ấy, thì thường thường luôn luôn là có là viêm núu, hoặc là có sâu răng, hoặc là có viêm núu. Thì viêm núu là một cái bệnh phổ biến chiếm rất là lớn, phần trăm khoảng chừng 60-70% ở trên cái dân số. Bệnh viêm núu phổ biến thì bệnh viêm núu thì thông thường một cái có qua slide không chị, hay là cứ để cái slide như vậy? Trang nó chuyển slide vậy Trang? Chuyển rồi đó, giờ nó đang ở trên viêm núu nè, mọi người thấy không? Ồ, vậy là nó không chạy rồi. Viêm núu, cái viêm núu thì đây là nó rất là một cái bệnh rất là phổ biến, và chiếm khoảng 60-70% dân số là có thể bị viêm núu. Một bệnh viêm núu thì nhìn cái núu nó không được hồng hào, nó không được nó có thể thay đổi cái màu một chút xíu, nó có thể đôi khi có những kiểu sưng dễ chảy máu, và đôi khi người ta có thể chíp miệng cũng có thể chảy máu, và có trường hợp nó sưng lớn và nó gây ra hôi miệng. Phòng ngừa nó thì cũng là rất là đơn giản, đó chính là vệ sinh sau mỗi bữa ăn. Đó là một cái cực kỳ quan trọng, đó là vệ sinh sau mỗi bữa ăn, và phải khám bác sĩ đi phòng nha và khám từ từ 6 tháng một lần, và có thể là cạo vôi răng làm sạch cái màng bám, vì cái nguyên nhân của cái viêm núu là do cái màng bám vi khuẩn. Có màng vi khuẩn. Cái thứ hai là trong cái viêm núu mà nó sâu hơn cái viêm núu đó là viêm nha chu. Thì trong cái viêm nha chu của bệnh nhân của viêm nha chu á, thì người ta là cái răng á, là có cái hai phần, một là phần núu dính, một phần núu rời. Cái núu rời thì nó bao quanh cái răng, thì khi một cái núu rời nó chỉ có từ 1 tới 2 hoặc 2,5 mm thôi. Nhưng khi mà xảy ra một cái viêm núu kéo dài, nó ảnh hưởng tới mô cứng ở bên dưới của cái niêm mạc á, hoặc là cái núu, thì
nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là tiêu xương, thì khi đó cái nú nến mình đo là nó sẽ cái chiều cao của nó sẽ lớn hơn 3 mm, thì người ta gọi là một cái viêm nha chu. Thì viêm nha chu là một trong những bệnh, cũng là một cái bệnh phổ biến, người miền Bắc thì bị nhiều hơn người miền Nam. Về mặt dịch tễ thì người miền Bắc bị nhiều hơn miền Nam. Và cái bệnh viêm nha chu là một trong những cái bệnh mà ảnh hưởng tới sức khỏe của răng miệng là rất là lớn, và nó gây là lung lay răng, gây ra mất mô xung quanh rất nhiều. Và đây là một cái bệnh không hoàn nguyên, nghĩa là cái gì mà đã nào mà nó bị một cái bệnh nha chu thì thông thường cái cú đó nó sẽ không không trở lại như cũ được. Mà muốn trở lại như cũ thì phải có rất rất nhiều cái thủ thuật và tốn nhiều tiền nữa, là để có thể là cái phục hồi cái mô cứng và mô mềm. Và cái bệnh nha chu á, là nó cái nguyên nhân chính nó vẫn là do là nguyên nhân chính là nó do là cái màng bám vi khuẩn, rồi sau đó nó dẫn tới viêm nú và ảnh hưởng tới cái mô phía dưới. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng do dịch tễ, thói quen, hoặc là do cái bề mặt của răng, ví dụ như là bề mặt của răng nó nhám hay là gì nó dễ bám thức ăn, thì đó là cái phòng ngừa vẫn là cái mấu chốt của cái ngành nha khoa luôn đó. Mấu chốt của ngành nha khoa đó chính là gì? Đó chính là vệ sinh sau mỗi bữa ăn, ký đúng đủ đủ thời gian và vệ sinh ký, thì nó sẽ phòng ngừa được những cái bệnh này tương đối tốt. Nhưng mà đôi khi nó có cũng có cái ngoại lệ. Đây là hai cái bệnh phổ biến bậc nhất. Rồi tôi nói tới cái một cái tiếp nữa, đó là cái sâu răng. Thì sâu răng thì về mặt dịch tễ thì người miền Nam bị sâu răng nhiều hơn người miền Bắc. Lý do một phần là cũng là do cái cấu trúc của răng, do di truyền. Cái sâu răng thì nó rất là đơn giản, là một cái định nghĩa là nó chỉ cần có một cái lỗ ở trên cái bề mặt răng thôi, thì có thể là nó nông hoặc là sâu. Nếu mà bình thường một cái lỗ nó nhỏ thì người ta sẽ không phát hiện gì được hết, và chỉ có tới nha sĩ khám thì người ta mới thấy rằng nó sẽ bị mắc một cái thám châm ở đó, nghĩa là nó có một cái lỗ. Và cái cảm giác thì rất bình thường, ăn nhai bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nếu nó lớn hơn, nó có thể sâu tới lớp ngà sâu, thì nó sẽ ê buốt, nó có thể sâu ở mặt bên, nó gây rất là nhét thức ăn nhiều. Do đó là khi mà bị những cái trường hợp này, thì nếu mà nó sớm thì ta chỉ cần tới nha sĩ và người ta trám một cách là rất là đơn giản và ít tốn tiền. Nhưng mà nếu mà nó càng bị càng lớn, thì thông thường á, là cái vi khuẩn nó tấn công ở trên bề mặt men đó, là nó ở trên bề mặt men, và cái sự biến dưỡng của thức ăn axit nó sẽ hòa tan một phần cái chất mô cơ vô cơ ở trên bề mặt men, thì nó lâu hơn. Khi nó vào cái phần ngà thì thông thường bây giờ người ta mới nói là cái sâu răng ở đằng nhiều chỗ nó ở cái bề mặt men nó chỉ có bằng một cái que tăm, mà ở trong thì nó đã bằng một cái hạt gạo rồi, thì nó ảnh hưởng. Bởi vậy là phải phát hiện sớm để mình điều trị sớm thì nó tốt. Và cái quan trọng nhất cũng là vệ sinh răng miệng. Mà đôi khi nó có trường hợp là nếu mà trẻ em, mà có thể người lớn luôn có thể phòng ngừa được, nó là trẻ em hoặc là người lớn, nếu mà có những cái trúng rắn nó sâu. Thông thường cái sâu ở trên cái răng á, thì bề mặt của cái răng nó láng, nó rất là khó sâu và gần như là miễn nhiễm luôn á, chứ không phải là khó nữa. Nhưng mà nếu mà ở bề mặt nào mà nó dễ động thức ăn thì nó có thể nó dễ sâu hơn. Do đó những ai mà có bề mặt răng với cái trũng rãnh lớn, hoặc là trẻ em mà phòng ngừa mà khi ý thức vệ sinh răng miệng chưa tốt á, thì có thể là mình phòng ngừa bằng cách là mình gọi là khám cái xi lan ở trên bề mặt trũng rãnh, để cho nó
trên cái mặt bề mặt trúng rắn để cho nó phòng ngừa cái sâu sâu răng. Tại vì là chỉ có sâu chớm thì nó từ nó sẽ lớn, và khi nó sâu lớn rồi nó có thể ảnh hưởng tới cái tủy răng và cái chữa trị của cái sâu răng thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà nó nhỏ thì mình tới nha sĩ và có thể làm chừng 50 phút là có thể là sẽ xong được cái răng rồi, nhưng mà lớn thì đôi khi người ta phải đặt những cái chất có thể là che tủy gián tiếp, hoặc là có thể là đặt những cái chấm tạm để cho nó hình thành cái ngà tứ cấp, thì do nó còn cái mức độ mỏng quá. Rồi bệnh nữa là gây ra phiền toái, đó chính là cái bệnh viêm tụy. Viêm tụy thì trong cái trường hợp viêm tụy thì nó có hai cái đường mà nó gây viêm, đó là nó viêm từ trên mặt thân răng, nghĩa là đi từ trên xuống. Cái thứ hai là nó đi từ dưới cái phần chóp lên. Thì từ cái viêm tụy thì cái nguyên nhân là do nó có thể do sâu răng nó lỗ lớn mà nó tới lồ tụy và vi khuẩn nó sẽ tấn công vào trong cái buồng tụy gây ra viêm tụy, hoặc là do ăn nhai. Ví dụ như các anh chị có thể nào hay ăn xương chẳng hạn đi, nhưng mà cái càng ngày cái lão hóa của mình nó càng nhiều thì cái răng nó cũng đi theo vậy, tất cả các cơ thể đều lão hóa thì có thể dễ dàng kiểu cắn vô cái cục xương và nó có thể nứt cái răng và có thể là vỡ cái răng, vỡ cái múi, thì cái đó cũng là cái nguyên nhân mà gây đau răng. Nhưng mà cái thường thường cái đó chủ động mình có thể được liền, nhưng mà trong những cái trường hợp mà nó viêm tụy bất ngờ, ví dụ như là một cái sâu răng nó diễn tiến vào tụy và gây ra một cái viêm tụy bất ngờ ở đâu, cũng có cái trường hợp mà có người đau viêm tụy đau mà người ta tưởng là bị não hay là bị gì đó, người ta có thể chụp phim CT não rồi, nhưng mà thực tế là nó từ cái viêm tụy rất là đau do nó tụy ở những cái vùng răng đó là do cái thần kinh 52 và thần kinh 53 nó chi phối, cho nó rất là đau. Nếu mà trong trường hợp mà viêm tụy cấp thì nó có thể, khi mà viêm tụy nó có thể gây áp xe tụy, cái tụy chết có thể gây áp xe, gây một cái nang ở những vùng răng dưới. Thì cái nguyên tắc mà đơn giản đầu tiên đó chính là phải làm sạch ống tụy, nhưng đôi khi dẫn tới bệnh tụy răng là rất khó. Nó giống như một cái cây vậy đó, cái cây nó có nhiều cái rễ và có thể không kiểm soát được, về lâu về dài vẫn có thể có những cái tái phát mà không ai có thể nói trước được về cái chuyện đó, rất là khó. Mà có rất là nhiều nghiên cứu để làm sao che bít được những cái ống tụy ở sang bên, nhưng mà vẫn chưa là hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Do đó tốt nhất thì đừng có để cái răng nó sâu mà dẫn tới viêm tụy. Còn lỡ may mà mình bị những cái trường hợp đó thì có thể là chữa trị thì bằng cách là mình sẽ làm sạch cái đường tụy và mình sẽ chám bằng những cái vật liệu hỗ trợ ở trong cái ống tụy. Đôi khi nó sẽ gây ra mà những cái áp xe nó lớn, nó gây ra mà có thể là nguy hiểm nữa, có thể gây ra một cái vi mô tế bào, từ cái áp xe nó gây ra một cái vi mô tế bào, nó có ảnh hưởng tới vùng miệng, và biết rồi là vùng miệng là có thể gây ra những cái nhiễm trùng lớn, có thể nhiễm trùng huyết. Do đó là tốt nhất là nếu có thì cứ đi khám định kỳ và sẽ phát hiện sớm và ta làm sớm thì nó ít bị. Và đôi khi, và cái chuyện mà khi mà mình lớn rồi ấy, thì cái ăn những cái cứng, những cái thức ăn gì mà cứng thì nhớ là ăn có kiểm soát, và chỉ thấy cứng quá thì mình làm từ từ thôi, đừng có làm nhanh quá thì nó chắc có thể là không có kiểm soát thì dễ bị nứt răng mà nó ảnh hưởng lớn tới răng. Rồi xong một cái nữa, đó đó là về răng khôn.
về răng khôn thì răng khôn là một cái tỷ lệ mà nó khôn mà nó lại không khôn, thực tế nó chẳng có khôn chút nào hết. Nó khôn ý nó nói là tới 18 tuổi thì mấy anh ta mới mọc lên thì nói là nó khôn, nhưng mà thông thường cái răng này nó không có khôn, mà nó là cái tỷ lệ nó lệch lạc rất là lớn, vì là khi cái khung hàm mà nó phát triển cái xương rồi nó mọc lên sau thì cái xu hướng nó thiếu chỗ và nó không có quay đầu đúng cái vị trí của nó, nên nó dẫn đến cái lệch lạc của răng. Mà răng khôn á, nó cũng gây phiền toái lắm, nhất là mấy anh chị nhiều khi hay đi nước ngoài hay là gì đó bị cái răng khôn đó, nó viêm, do nguyên nhân cái răng khôn là nó viêm mà sưng, mà nhiều khi tốn 2-3 ngàn đô là cái chuyện đó có. Tôi cũng gặp nhiều cái trường hợp mà bệnh nhân như vậy rồi bị cái ảnh hưởng đó. Thì cái răng khôn nó lệch lạc đó, nó có thể viêm kim răng, nhưng mà nó phổ biến nhất nó vẫn là răng khôn hàm dưới, thường thường nó mọc lệch nhiều hơn răng khôn hàm trên. Và cái phổ biến nhất là nó đâm vào cái răng bậy và nó gây sâu răng ở cái răng bậy. Nhưng mà những cái sâu răng này thực tế cái tỷ lệ chữa trị rồi sau đó cái thành công của nó cũng nhỏ so với những cái răng thông thường. Có một cái đặc biệt là kỳ cục vậy đó, là phát hiện, mặc dù phát hiện, do đó là nếu thấy cái nguy cơ thì nên được chỉ định sớm, nhổ sớm thì nó vẫn tốt hơn. Tôi cũng nhổ 2 cái. Và cái ngoài răng khôn đó, nó còn có thể ra gây cái viêm cái lợi trùng. Viêm lợi trùng là một trong những cái phổ biến nhất của răng khôn, nó viêm lợi trùng, tại vì cái một phần nó không lên được, cho nó cái nú nó sẽ trùm lên cái phần đó, và cái mô ở cái phần nó rất nhiều, không thể cắt nú, nó ít có thể cắt được, nhưng mà nếu mà nhiều quá thì không có thể cắt cái nú đó đi được, và dẫn đến tình trạng nó viêm, và nó viêm nú là nó viêm mà cực kỳ đau luôn. Thậm chí là tại vì nó rất là gần mấy cơ nhai của mình, nó có 4 cái cơ chính, đó là cơ thái dương, cơ cắn, cơ chân bướm ngoài, chân bướm trong, nó ở gần cái vị trí đó, nó gây cái ảnh hưởng rất là lớn tới cái phần vận động của những cái cơ đó. Do đó là nếu mà nó viêm thì nó có làm há miệng rất là đau nhất, và nó có thể gây ra viêm tế bào mỏng, là viêm cái mô tế bào mỏng, viêm tế bào tấy lan tỏa, và cái nguy hiểm là có những cái trường hợp gọi là viêm tắc tĩnh mạch sâu hang thì nó nguy hiểm, hoặc là viêm đó nó có thể gây ra những trùng huyết, là vẫn là có trường hợp ít hơn nhưng mà vẫn có trường hợp nguy hiểm. Do đó là nếu mà nó lợi trùng nhiều á, ít thì có thể tới bác sĩ dùng cái dao điện cắt đi thì được, hoặc là nếu mà nó mà trùng nhiều thì buộc phải nhổ cái răng thôi. Còn nhiều khi đi đâu á, đi nhất là đi nước ngoài rất là phiền toái, anh chị nhiều lúc nó bị đau đó mà tốn mấy ngàn đô luôn, nó sưng cái mặt dù luôn, đâu có ấy được đâu, đau nhất vào bệnh viện. Và lúc đó nếu mà mình không có cái insurance tốt thì mình sẽ phải trả một cái số tiền cực kỳ lớn mà nó không đáng, trong khi mà do đó là nếu mà nó có cái vấn đề về răng khôn mà có thì nên chỉ định sớm. Chỉ định sớm thì nó vẫn tốt hơn là chỉ định trễ. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng tới cái thần kinh răng dưới đó, và nhổ răng khôn thì cũng phải cần cái chuẩn đoán cho nó tốt, thì chứ nó sẽ ảnh hưởng cái một số cái vấn đề về cái thần kinh răng dưới nữa, là nó gây tê khó chịu. Ngoài ra đây là một về răng khôn, còn tới một cái bệnh mà gọi là bệnh nhiệt miệng á. Nhiệt miệng á thì cực kỳ phổ biến luôn, và đây nó gây ra một cái gọi là giảm cái chất lượng cuộc sống thực tế, giảm, có người bị tới bị lui hoài, đôi khi nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống, mặc dù nó cái nhiệt miệng nó không có nguy hiểm, ít rồi như là cực kỳ ít mà gây ra nhiễm trùng lớn chẳng hạn, nhưng mà nó gây rất là khó chịu. Về cái nguyên nhân thì có cái nguyên nhân nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát nó có nhiều yếu tố, như là
yếu tố di truyền, yếu tố căng thẳng, rồi do chấn thương cơ học, có người hay cắn vô lưới hay cắn vô môi, là nó mà cái cơ địa dễ bị loét là nó rất là dễ bị. Ngoài ra nó còn có nguyên nhân là thuốc lá. Thuốc lá thì có thể nó tăng cái sừng hóa trên bề mặt thì nó dễ làm loét. Rồi ngoài các cái loại thuốc, rồi có những cái nguyên nhân như thiếu máu, mà cái phổ biến, cực kỳ phổ biến đó là căng thẳng. Đôi khi các anh chị em đi online tư vấn cho bệnh nhân, rồi gặp trường hợp khó rồi này kia, suy nghĩ đau đầu này kia, rồi gặp tắc mắc nè, đó cái căng thẳng đôi khi nó cũng dẫn tới cái loét miệng. Đó một cái nguyên nhân rất là phổ biến. Ngoài ra nó còn có vi khuẩn, virus hoặc là những yếu tố như thay đổi nội tiết tố đó. Nhưng mà cái bệnh về loét miệng á, là rất là phổ biến và rất là ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Đôi khi á, người ta chấm miếng nước mắm mà không dám chấm đó, muốn thấy ăn ngon mà trời ơi chấm la làng lên là thôi là khó rồi. Do đó là cái mà điều trị nó thì không có cái gì mà đặc hiệu hết trơn. Cái loét miệng không có nhiều điều kiện. Đôi khi loét miệng nó có thể là loét nhỏ, loét lớn hoặc là loét cái vùng rộng, có thể dai dẳng kéo dài và người ta đau mà rất khó kiểm soát, có thể nổi hạch ở cổ, những hạch cổ hoặc là hạch ở dưới hàm nữa là nó bị nhiều lắm. Cái cũng có một cái phổ biến hay là một số bệnh nhân nghiến răng hoặc là do nguyên nhân nào đó, những cái răng mà nó sắc nhọn đó, đó là một trong nguyên nhân cơ học vào trong miệng, thì là nó sẽ hay cạ vào cái vùng ấy. Hoặc là những người đeo hàm giả, những cái loét do đeo hàm giả, loét do như là u lợi khe, nhiều lúc nó đeo hàm giả nó không chính xác, nó tạo ra những cái khe và nó sẽ niêm mạc nó sẽ tiến vào cái vùng đó mà nó có thể là gây ra khi mà nó di động là nó rất là dễ bị loét ở vùng đó. Thì tùy theo cái nguyên nhân mà mình tùy theo nguyên nhân mà mình sẽ điều trị theo nó, mà chủ yếu nó chúng là chịu cứng thôi. Và nó mình có thể xúc miệng uống muối sinh lý, có thể bằng với cả baking soda. Đó những lời khuyên là tránh thực phẩm quá xít, quá cay, rồi dầu mỡ. Ngoài ra còn đánh răng nhẹ nhàng, bước bằng chải mềm để cho tránh những cái chấn thương, những cái người mà có cơ địa dễ bị chấn thương cơ học do cái niêm mạc nó sừng hóa nó ít, nó rất là dễ bị. Thì cái biện pháp tránh của cái bệnh after thì đúng là cái thời nay thì cái áp lực của xã hội nó lớn, do đó nó nói về cái stress thì nó thường xuyên, do đó là nó bị rất là nhiều. Đôi khi stress nó không phải gây ra rất là nhiều bệnh, chứ không có cứ ở trong răng miệng thì rất là nhiều bệnh nha chu. Các anh chị biết là năm 1997 mới khủng hoảng tài chính ở châu Á này, trong đó có Hàn Quốc, và Hàn Quốc đã đổ làm ở Việt Nam rất là nhiều, và tôi là người khám rất là nhiều cho bệnh nhân Hàn Quốc, và tôi thấy rằng là cái liên quan cực kỳ lớn về cái bệnh viêm nha chu của cái người Hàn Quốc đối với cái khủng hoảng tài chính năm 1997. Thì do đó là cái stress nó gây ra nhiều bệnh về miệng và những cái bệnh nội khoa khác, không phải là chỉ riêng về răng miệng không. Thì cái biện pháp người ta phòng tránh thì vẫn là chọn thực phẩm lành mạnh, rồi ăn dinh dưỡng đầy đủ trái cây, đó là cái đường rồi. Những cái ăn những cái loại hoặc là có những thực phẩm mà nó có lợi cho có những vi khuẩn mà có lợi cho đường tiêu hóa rồi đường miệng nữa thứ, và mình tránh những cái chấn thương cơ học như là không cần thiết. Ví dụ như là đôi khi mình ăn mà mình cứ suy nghĩ về cái chuyện gì đó, hoặc là cái ca kia nó có khó chịu cái gì đó, là mình ăn là cái cuối cùng mình cắn vô cái môi hoặc là cắn vô cái lưỡi, thì là cái nó gây lên áp tơ miệng và có thể nó bị dai dẳng luôn, và nó có thể bị thường xuyên luôn. Cái đó là nhiều người là có thể bị thường xuyên,
đó là để tránh những cái chấn thương cơ học đó. Thì đây là những cái bệnh mà phổ biến về về răng miệng, và đó cái mà cái quan trọng bậc nhất theo tôi, theo 30 năm mà cái tiêu chí của tôi đối với ngành răng mặt, thì tôi cũng chỉ có một cái điều, đó là gì? Phải đánh răng sau mỗi bữa ăn và đánh đúng, đánh đủ. Đó là cái quan trọng, là đánh răng sau bữa ăn đánh đúng, chứ không có người mới vào toilet xúc mới đánh đánh chạy 2-3 cái nhổ tẹt một cái là xong, là coi như xong, thì nó chưa có đủ. Đánh răng được nhưng mà nó cũng chưa có đủ thời gian, chưa đủ hết tất cả các mặt răng và chưa có kỹ càng. Thì cứ để ý là một người nào mà tới khám răng miệng mà chủ như cái bên trong chưa đánh răng tới, là chỗ đó nó sẽ gây ra viêm nhũ liệt, chứ không có nói năng gì, không cần nói là miệng đâu người lớn. Cái trẻ em có bị đau răng không? Có chứ, mình nghe không hiểu. Đấy chứ là phải đánh răng thấy chưa? Một ngày 3 lần. Cái đánh răng rất là quan trọng nha. Ngoài ra đánh răng thì sử dụng bàn chải, những cái bàn chải mềm, đầu tròn, để cho đầu tròn để cho nó cũng tránh cái chấn thương cơ học thôi. Mềm mại này để cho nó đừng có cái chấn thương cơ học răng mà đỡ cái mài mòn của răng. Ngoài ra có thể sử dụng bàn chải máy, có thể sử dụng bàn chải máy thì có được máy thì nó có hai loại chính, đó là bằng chạy siêu âm và bằng chạy cơ, nó chạy giống như một cái motor nhỏ vậy đó, thì nó cũng tốt nhưng mà đôi khi nó cũng không, nghĩa là máy thì mình khó kiểm soát hơn, nó có cái nhược điểm. Ngoài ra bây giờ nó có nhiều cái dụng cụ như là chỉ nha khoa, rồi cái chỉ làm sẵn, rồi bằng chạy ké, thay vì người Việt mình hay xài tâm mà ở ngoài thì nó không có xài tâm, nó chế ra một cái bằng chải có lông mà nó nhỏ, cũng đó là cũng là một trong những cách để vệ sinh. Cái vệ sinh là cái quan trọng bậc nhất, để làm sao vệ sinh nó tránh mặn bám mà tránh rắc rối ở trong cái bệnh nào. Và nên nhớ một điều là nhớ đánh răng xong bữa ăn và tối ngủ đánh răng, thì cái thời gian mình ngủ đó, nó cũng lâu và nó dễ bị cái biến chứng của vi khuẩn. Cái vi khuẩn là biến chứng thức ăn, do đó nó ảnh hưởng tới cái men răng. Thì cái quan trọng bậc nhất đó cũng là gì? Đó là đánh răng xong mới ăn và trước khi đi ngủ nha. Rồi, cái bệnh thường thông thường thì đó, giờ tôi nói về cái chăm sóc và cái về về cái chăm sóc trẻ em, và cái quan trọng là ngừa sâu răng, điều trị sớm, rồi tất cả mà đó thì tôi có nói qua cái đó rồi, là phải khám mà nhà sĩ 6 tháng một lần, đó là cái tiêu chí. Là bây giờ thông thường là vậy đó, mình phải bỏ ra một cái thời gian chút xíu để có thể là đi khám để phát hiện những cái sớm, cái bệnh lý sớm. Ngoài ra không phải là sâu răng, không phải là viêm nú, mà nó có một số cái bệnh liên quan vùng miệng, những cái bệnh về tuyến nước bọt, cái bệnh về có thể những ung thư chẳng hạn đi, phát hiện sớm thì nó vẫn có lợi, không? Có thể hồng hồng, có thể người ta sẽ soi cái vùng hậu hồng được luôn đó. Về hồi xưa thì toàn là, bây giờ thì nó có dụng cụ nội soi tốt hơn, chứ hồi đó thì toàn là phải dùng cái gương và hơ lên trên cái đèn cồn để cho nó bớt cái không khí đó, mà mình soi cái vùng họng sâu à. Thì nên đi khám định kỳ, mỗi lần 6 tháng một lần, đánh răng đầy đủ để phát hiện và điều trị sớm, nó quan trọng. Rồi tới cái phần mà chăm sóc trẻ em thì biết rồi, là đứa nhỏ nó sinh ra, đôi khi có đứa nhỏ mới sinh ra là đã có răng rồi. Còn thông thường á, thì khoảng 6 tháng, thường là 6 tháng nó mọc răng, thì mình chăm sóc là từ khi chưa mọc răng luôn. Ví dụ như nó ra thì biết rồi, là đôi khi tôi thì không có kinh nghiệm chăm sóc bằng bà xá, nhưng mà cái lúc mà nhỏ thì thường thường mà hay rơ lưới, rồi
hay phải làm cái nước ấm ở trên những cái gạt mà mình lau đó, mỗi lần bú sữa rồi có thể mình lau trên cái bề mặt nấu. Rồi khi mà có răng thì chăm sóc răng cho trẻ rất là quan trọng, nghĩa là khi có răng mọc ra là có khả năng gây sâu răng. Những chỗ nào mà nó động thức ăn thì là nó có thể gây ra sâu răng. Thì mình sẽ chia ra cái chăm sóc răng, khi mà chưa có răng thì mình sẽ dùng cái khăn ấm mình lau, còn khi có răng rồi thì lúc bé nhỏ nó chưa có ý thức thì mình cũng dùng cái biện pháp là có thể là bú xong cho bú bình hay gì đó, là mình cũng dùng cái khăn pha cái nước ấm mà mình dùng cái gạt á, mình pha mình lau cho răng cho bé. Tại vì răng của bé thì nó liên quan tới và tất cả những mọi người luôn, là nguyên tới nhai tới phát âm rồi tới thẩm mỹ. Ngoài ra trẻ nhỏ nó còn cái chức năng quan trọng, đó là nó giữ chỗ và hướng dẫn cho răng vĩnh viễn mọc sau này, mà làm cho cái hàm răng đẹp hơn. Nhiều khi mấy bé mà đã nhổ răng sớm mà không có giữ khoảng được thì nó sẽ dễ dàng gây lệch lạc. Mà khi nó bé nó bắt đầu có ý thức, ví dụ từ có thể nó cầm được cái bàn chải răng, thì đó là mình không phải là cho đánh răng mà mình tập cho cái thói quen thôi. Tập cho thói quen nghĩa là chọn bàn chải. Thông thường mấy cái tôi thấy là mấy cái bàn chải của Nhật đó nha, của chuyên nghiệp, của mấy hãng như Rishi rồi, tức là mấy bàn chải của mấy đứa nhỏ nó cực kỳ dễ thương và nó mềm mại, rất là mềm luôn, để cho bé nó tập và đánh răng, nó không có bị gây ra một những cái chấn thương cơ học do cái bàn chải đánh răng gây ra. Thì cái đánh răng của bé thì là nếu mà trước 2 tuổi á thì mình sẽ gần như là đừng có sử dụng. Tôi thấy rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh này là rất nhiều trẻ nó khi mà mọc, khi mà có răng vĩnh viễn thì cái màu răng nó không có đẹp, nó bị ảnh hưởng nhiều. Thì đó là cũng là một phần là cái chăm sóc trẻ em. Thì trước 2 tuổi thì chỉ chải răng với nước thôi, chứ đừng có chải răng gì hết, tại vì cái độ kiểm soát của mấy bé nó không có được, nhiều khả năng nó đưa vô, thậm chí nó đưa vô xúc miệng cái là nuốt luôn, làm ực một cái liền, chứ không cần là cái gì hết. Đôi khi mình sợ nó bị đường tiêu hóa thì mình có thể cho nó xài nước có kiểm soát, ví dụ như có thể nước mình nấu ra hay là gì đó mình để nguội cho nó xúc miệng ấy, thì nó chơi vô là nó nuốt liền chứ không có gì hết. Rồi từ khoảng từ 3-6 tuổi thì cái nồng độ pha, theo tôi thì có thể là không cần cái kem mà có fluor cũng được. Nghĩa là nồng độ fluor nó chỉ nằm ở khoảng là 100 tới 400 thôi, theo cái tài liệu nó 500, theo tôi thì 100 tới 400 cái BBM thôi, nghĩa là một phần tiểu á thì là được. Nhưng mà ngoài ra phải để ý rằng anh chị mà để ý là ở trên thị trường á, cái kem đánh răng á, đôi khi nó không có đúng cái nhưng ví dụ như là ở nước ngoài thì một số chỗ nó rất là nghiêm ngặt, nó phải ghi là cái này cho trẻ từ mấy tuổi tới mấy tuổi thôi. Việt Nam thì không có cái đó, và cái nồng độ của cái nồng độ fluor ở trên đó, tại vì fluor là một trong những cái ngừa sâu răng ở trẻ. Đôi khi những cái trẻ nó có đa sâu răng thì bác sĩ tới phòng khám thì bác sĩ vẫn cho ngậm cái fluor cái nồng độ cao, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn và người ta sẽ rửa sạch để cho nó chỉ để trên cái bề mặt thôi. Nhưng mà fluor nó cũng gây ra một cái bệnh người ta gọi là fluorosis, nó chính là nó nhiễm độc fluor. Nếu mà cái nồng độ của nó thường ngày mà từ 2 ppm là nó có thể bị thì trẻ từ khi mà cái răng từ 6 tới 11 tuổi hay 12 tuổi ấy, thì là
là đây là một thời kỳ gọi là thời kỳ răng hỗn hợp. Thời kỳ răng hỗn hợp thì những cái tài liệu nói là có thể đánh răng giống người lớn, nồng độ gần gần ấy, nhưng mà theo tôi thì cũng nên nên đánh răng cái nồng độ mà khoảng là fluor nó khoảng là dưới 400 thôi. Người ta nói là dưới 1000, theo tôi là cái 400 đó là một con số chuẩn. Còn trẻ 12 tuổi trở lên thì lúc đó hoàn toàn mọc cả cái răng số 7 là đã mọc rồi. Cái răng khôn thì nó chưa mọc, nhưng mà răng số 7 mọc rồi thì ta có thể dùng các cái loại kem đánh răng như người lớn thì được đó. Nhưng mà khi mà trẻ nó 12 tuổi mọc lên thì để ý là hoặc là từ 7-8 tuổi mọc cái răng răng cửa giữa thì nó sẽ mình sẽ biết rằng là kiểm tra cái màu răng nó có đẹp hay không. Tại vì ở Việt Nam là đôi khi bị bệnh rồi sử dụng kháng sinh rồi nó ảnh hưởng tới cái nồng độ, hoặc là một số bé ở thành phố Hồ Chí Minh là nó có fluor nó uống, nghĩa là ở thành phố hình như là nó khoảng là 0,7 hay là 1 ppm á, từ 0,7 tới 1 ppm fluor hóa nước uống rồi. Thì đôi khi mà mình đánh răng với kem mà nó có nồng độ cao hơn thì bé nó nuốt vô và nó sẽ nhiễm độc fluor. Nó không ảnh hưởng về sức khỏe nhưng mà ảnh hưởng về cái màu sắc của răng miệng. Răng nó sẽ có thể là cứng nhưng mà nó giòn, và nó gọi là những cái đốm đốm muslin trên cái bề mặt mà của cái răng á, nó không có đẹp, nó không có đẹp đó. Do đó là cần thận trọng mà khi mà chọn kem đánh răng. Đôi khi đó những cái bé mà bú bình bú ăn đêm thì mình cũng phải nhỏ thì mình cũng phải kiểm soát và kiểm soát rửa sạch những cái sứa này để cho nó lau sứa. Nếu mà nó không có ý thức đánh răng được thì mình sẽ chứ không thì nó gây ra hội chứng gọi là carambang, là nghĩa là cái đa sâu răng. Mà nếu mà khi mà khám bác sĩ mà thấy là nó cứng, đáy nó cứng thì nó đỡ không sao, đã gọi là siết rồi. Nhưng mà khi mà nó mềm nó có thể ảnh hưởng tới tủy răng mà nó gây ra đau nhức và bé nó khóc hoài, mà đôi khi lại phải xài kháng sinh, và xài kháng sinh thì có thể nó ảnh hưởng tới cái trực tiếp hoặc gián tiếp tới cái mầm răng bên biến. Do đó là cần chăm sóc răng cho trẻ sớm. Và đôi khi mình có thể 3-4 tuổi mình có thể nhắc tới nha sĩ để cho nha sĩ khám và cho bé nó thói quen. Một số bé tôi làm thấy một số bé nước ngoài nó tới ấy, nó vô nó há miệng liền làm liền, nhưng mà bé Việt Nam mà không được đi khám nhiều, lần đầu thậm chí 7-8 tuổi mà nói há miệng không há sợ. Thì mình tốt nhất là mình cũng nên cho bé nó, nếu mà anh chị nào có con nhỏ thì lâu lâu cũng cho đi khám nha sĩ một lần để cho nó cảm giác thân thiện thoải mái với bác sĩ, chứ đừng để là nó tới nó coi bác sĩ là cái gì đó ghê gớm lắm. Thì nên cho đi khám sớm, điều trị sớm thì là cũng tốt, tại vì mình chỉ cần ít thời gian thôi. Nếu có gì thì bác sĩ nha khoa sẽ can thiệp rất là nhẹ nhàng, không có ít ảnh hưởng hơn. Nhưng mà nếu mà nó có những cái ví dụ như là nó viêm tụy, nó cứ là bệnh là mấy bé nó đau, nó thấy rất là tội nghiệp. Do đó là hãy chăm sóc cho trẻ càng sớm càng tốt để có hàm răng khỏe đẹp. Rồi, xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô, của bác và các anh chị của Mir Online. Bài chúng tôi tới đây là hết. Chăm sóc cho trẻ thì ngoài cái ngoài ra cái có một số cái tật của bé thì mình cũng phòng ngừa thôi. Nó nhỏ thì có thể nó múc tay, múc